Ngày 28 tháng 8 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã làm việc với chính quyền thành phố New York. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhận định, hai thành phố có những điểm tương đồng, đều là trung tâm kinh tế văn hóa của đất nước. Hai thành phố cùng đối diện với các thách thức trong quản lý đô thị với mật độ dân số cao. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn thành phố New York chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị, các mô hình, ý tưởng, kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng và quản lý trung tâm tài chính của thành phố New York. Ông Edward Murmerstein, Ủy viên Chính quyền thành phố New York, phụ trách về đối ngoại thông tin. Thành phố New York có hệ thống giáo dục lớn nhất và là đầu tàu thúc đẩy giáo dục của Hoa Kỳ. Về đào tạo nguồn nhân lực, hiện thành phố New York có 130 trường trung học dạy nghề, 180 trường nghề ngoài chính quy và hơn 30 cơ quan thúc đẩy nguồn nhân lực. Mục tiêu đến năm 2025 tạo ra 30.000 vị trí học nghề và đang phối hợp với các trường học, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ để đào tạo. Để phát triển khoa học công nghệ, thành phố New York xác định 3 trọng tâm để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia, gồm bất động sản, tiếp cận nguồn vốn và đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, chính quyền thành phố New York hỗ trợ doanh nghiệp về nơi đặt trụ sở, miễn các loại thuế, phối hợp với công ty tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và các trường học để đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm để từ đó huy động các nguồn lực khác. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận định, đây là những kinh nghiệm quý báu để thành phố Hồ Chí Minh có thể học tập và triển khai thực hiện tại thành phố. Đồng chí tin tưởng hợp tác toàn diện giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố New York, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và quản lý đô thị, sẽ giúp tăng cường tính kết nối và khả năng tiếp cận của doanh nghiệp hai bên đối với các thị trường tiềm năng. Đoàn cũng đã làm việc với ông Hyun Kim, chánh văn phòng Trung tâm Toàn cầu về di cư do biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc giảm thiểu tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong ngày, đoàn đã thăm làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ và Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã trao đổi các vấn đề liên quan biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động góp phần nâng tầm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như kết nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố New York.